Chào mừng các bạn đã đến với kênh tin tức 24 giờ TV. Chúc các bạn có những phút giây trải nghiệm tuyệt vời cùng với chúng tôi. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật được những tin tức hấp dẫn lúc này mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn hãy cùng đến với những tin tức mới nhất về Ngọc Trinh. Ngọc Trinh tiết lộ sốc, mỗi chuyến du lịch của tôi là 300 triệu, còn Vũ Khắc Tiệp từ nửa tỷ tới 1 tỷ. Ngọc Trinh nói với Vũ Khắc Tiệp, kệ tôi nhé, đừng có mà ganh tị kiểu đấy. Mới đây, trên kênh YouTube của Vũ Khắc Tiệp đăng tải một clip dài quay lại cảnh anh và Ngọc Trinh ngồi bàn kế hoạch cho kế hoạch bom tấn năm 2019. Ngọc Trinh nói, mỗi chuyến du lịch của tôi là 300 triệu, còn Vũ Khắc Tiệp từ nửa tỷ tới 1 tỷ. Mở đầu clip, Vũ Khắc Tiệp chia sẻ rằng, tôi rất cảm ơn một khán giả đã nói một câu rất đúng ý tôi là chỉ tốn một giây để đăng ký, nhưng tôi nhận lại cả bầu trời danh lam thắng cảnh, những nơi ở sang trọng, xa xỉ mà trước đó mình không hề biết. Cảm ơn Vũ Khắc Tiệp vì đã cống hiến. Ngọc Trinh thấy vậy liền tiết lộ, có một điều hôm nay tôi mới tiết lộ với mọi người là làm kênh YouTube du lịch cực kỳ tốn kém, nhất là theo kiểu của anh Tiệp. Tôi đi du lịch bụi kiểu trải nghiệm, không phải dạng sang chảnh luxury như anh Tiệp, mà mỗi lần đi cũng tốn 300 triệu. Mọi người nghĩ mà xem, mỗi lần đi du lịch châu Âu của anh Tiệp mang theo chụp hình, quay phim, flycam ở toàn chỗ đắt nhất rồi cả tiền vé máy bay các kiểu sẽ tốn như thế nào. Theo tôi, mỗi lần du lịch của Vũ Khắc Tiệp như thế phải tốn từ nửa tỷ tới 1 tỷ. Như vậy mỗi chuyến du lịch của tôi 300 triệu, còn Vũ Khắc Tiệp từ nửa tỷ tới 1 tỷ. Bởi vậy mọi người hãy ủng hộ anh Vũ Khắc Tiệp để anh ấy có hứng thú làm clip du lịch. Mỗi lần view thấp, anh Tiệp lại than khóc với tôi. Em ơi tập này view thấp quá, anh buồn quá. Tôi luôn động viên anh Tiệp là đừng có tâm lý như vậy, mình cứ làm, cứ cống hiến theo đam mê của mình. Rồi mọi người ủng hộ mình nhiều hơn. Sau này về già mình có cái để nhớ, để tự hào là cuộc đời mình có nhiều trải nghiệm, đi nhiều nơi đến vậy. Vũ Khắc Tiệp tiếp lời Ngọc Trinh. Đúng như Ngọc Trinh nói, tốn kém thì tôi chịu được, nhưng view thấp sẽ khiến tôi buồn vì nghĩ rằng không biết sự cống hiến của mình có xứng đáng hay không. Nhân tập này tôi chân thành cảm ơn ekip của tôi từ tận trái tim vì đã cống hiến cùng tôi. Ngọc Trinh thì quá tuyệt vời, cô ấy đã gắn bó với tôi 15 năm qua. Nhiều người cứ nói với tôi đang xem có quảng cáo nên mất hứng không muốn xem nữa. Bây giờ không có quảng cáo tôi sống sao? Thấy Vũ Khắc Tiệp ghen tị, Ngọc Trinh nói, kệ tôi nhé, đừng có mà ghen tị kiểu đấy. Tiếp đó, Vũ Khắc Tiệp bày tỏ sự ghen tị của mình với Ngọc Trinh. Nhiều khi tôi cũng phải tủi thân vì phải di chuyển, mất khá nhiều thời gian, tiền bạc, công sức, phải đi khắp thế giới để một tuần ra có một tập. Còn Ngọc Trinh quay có quanh căn nhà thôi, cũng ra mấy chục tập. Ngọc Trinh quay sang nói thẳng, kệ tôi nhé, đừng có ghen tị kiểu đấy, quan trọng là nội dung ra sao, mọi người thích là được. Cuối cùng, Vũ Khắc Tiệp giới thiệu về kế hoạch bom tấn. Chuyến đi Dubai lần này là bom tấn cho năm 2019, tập này có nhiều trò mạo hiểm để chúng tôi trải nghiệm. Ngọc Trinh thách thức, bên đó có trò cảm giác mạnh, đứa nào không chơi làm con chó nhé. Vũ Khắc Tiệp đáp lại, chơi thì chơi, cùng lắm là chết. Lúc này đây, Ngọc Trinh bày tỏ tình cảm, chết thì có em chết chung. Ngọc Trinh chơi lớn, thuê khách sạn 110 triệu đồng trong một đêm giữa lòng Paris. Ngọc Trinh chứng minh độ chiều chơi của mình khi thuê căn phòng 110 triệu trong một đêm ở Hotel Plaza Antony ở giữa lòng thủ đô Paris, Pháp hoa lệ cùng với hồng bầu Vũ Khắc Tiệp. Tiếp tục chia sẻ những hình ảnh đi du lịch châu Âu, Ngọc Trinh gây chú ý khi đăng ảnh trong khách sạn Plaza Antony, một trong những khách sạn sang trọng và đắt đỏ nhất Paris, Pháp. Chuyến đi lần này là món quà mà ông bầu Vũ Khắc Tiệp dành tặng cho cô nhân dịp sinh nhật lần thứ 31. Hình ảnh Ngọc Trinh trong khách sạn đắt đỏ này mặc trang phục thanh lịch nhưng cô vẫn không quên khoe bờ vai gợi cảm và đôi chân thon nõn nà. View ban công khách sạn đẹp đến nao lòng, nhìn về hướng tháp Eiffel và được trồng rất nhiều hoa, cảm giác thoải mái và bình yên cho người nhìn ngắm. Chắc hẳn cả Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp sẽ có không ít bức ảnh để đời lung linh. Mọi vật dụng trong khách sạn đều được sắp xếp bài trí tinh tế, từng chiếc ly, bàn ghế đến dao đĩa đều được chọn lựa rất tỉ mỉ. Nhìn hình ảnh Ngọc Trinh và ông bầu Vũ Khắc Tiệp dùng bữa giữa không gian vô cùng sang trọng và quý phái. Hình ảnh của Ngọc Trinh và Khắc Tiệp tại Yến trước đó, nơi này đã cho ra đời những hình ảnh cùng với đoạn clip mặc như không mặc đầy nóng bỏng của Ngọc Trinh. Vốn nổi tiếng là nghệ sĩ chiều chơi, Ngọc Trinh chưa bao giờ thua ai trong việc tận hưởng cuộc sống. Nữ hoàng nội y từng nhận rằng bản thân cô là người sống rất hưởng thụ. Hiện tại sau khi đã lo được cho gia đình người thân, cô đang sống vì bản thân.
Trinh làm 10 đồng thì Trinh sẽ xài 7 và giữ lại 3 thôi. Ngoài sở thích làm đẹp, thời trang, Ngọc Trinh còn có niềm đam mê du lịch, khám phá các địa danh nổi tiếng trên thế giới. Hiện tại bên cạnh việc đi diễn sự kiện thì một công việc khác của Ngọc Trinh là YouTuber, đọc hộp những đồ hiệu đắt tiền mà cô đi du lịch khắp thế giới mua về. Chỉ sau thời gian ngắn, kênh YouTube của Ngọc Trinh đã đem về nút vàng danh giá. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay thì hãy like và share video. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc bên phải màn hình để cập nhật được những tin tức hấp dẫn thú vị mỗi ngày. Và bây giờ, xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả ở những bản tin tiếp theo.